Mới đây trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hai thanh niên đèo nhau trên xe máy thì bất ngờ tông trúng xe khách đang rẽ vào quán ăn trên quốc lộ 6. Vụ tai nạn khiến hai người tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 7 tháng 1 tại km 327+170 quốc lộ 6 thuộc xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Lúc đó, xe khách biển kiểm soát 27B0004X đang rẽ vào quán ăn bên đường thì bị xe máy mang biển kiểm soát 26B2409X đang chạy hướng Tuần Giáo, Sơn La đâm ngang hông xe. Cú va chạm mạnh khiến hai người thanh niên ngồi trên xe máy đập vào hông xe ô tô rồi ngã xuống đất tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy cắm thẳng phần đầu vào khoang chứa hành lý. Một phần khoang chứa hành lý của ô tô khách bị hư hỏng. Danh tính của hai nạn nhân bước đầu được xác định là bà Cầm Vấn và bà Cầm Quyền, trú tại xã Trường Bắc, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Hiện cơ quan chức năng địa phương đang tiến hành điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các video tiếp theo.